Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp vào lúc 12 giờ trưa thứ sáu của đài truyền hình IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Satellite Galaxy 19 và trên mạng internet ibctv.us. Sứ viên Trang Lương và Tuyết Nha phụ trách phần tin tức tổng hợp trưa nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Tòa án hình sự quốc tế điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraine. EU xem xét việc cấp giấy phép cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine. Đức và Pháp tịch thu du thuyền của tài phiệt nước Nga. NATO tăng cường hoạt động tuần tiễu vùng không phận Ba Lan. Nga kiểm duyệt gắt gao đục bỏ tin tức liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Để tiếp nối chương trình và phần đầu tiên, bản tin chi tiết đầu tiên ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Tòa án hình sự quốc tế điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraine. Người đứng đầu văn phòng công tố viên Tòa án hình sự quốc tế là Karim Khan đã cho biết mở ngay lập tức cuộc điều tra cáo giác Nga phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng qua hành động pháo kích bừa bãi vào những khu dân cư ở Ukraine. Việc khởi động cuộc điều tra có thể mở đường cho việc xét xử những người tham gia cuộc xung đột Ukraine và Nga tại Tòa án The Hague, sau đề nghị của đại diện 39 nước trên thế giới. Cuộc điều tra mọi chuyện biến diễn ra ở Ukraine kéo dài từ ngày 21 tháng 11 năm 2013, bùng phát cuộc biểu tình Euromaidan, cuối cùng dẫn tới việc lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, sau đó là sự can thiệp của Nga tại Crimea và Donbass, và mới nhất là việc Nga xâm lược bằng cách pháo kích ác liệt và xua quân ồ ạt qua lãnh thổ Ukraine. Ông Khan đã lặp lại lời kêu gọi những người tham gia cuộc xung đột thù địch tại Ukraine phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc hiện hành của luật nhân đạo quốc tế. Mặt khác, Tòa Bạch Ốc trình bày chi tiết một loạt những biện pháp kinh tế áp đặt Nga và Belarus, đồng minh của Nga. Trong số những biện pháp được công bố có việc mở rộng chính sách kiểm soát xuất cảng nhu liệu sang Nga và hàng hóa sang Belarus nhằm yếu trợ hoạt động xâm lược của Nga tại Ukraine, đe dọa sự ổn định của khu vực, phá hoại hòa bình, an ninh. Đây là vòng trừng phạt mới nhất của Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh với mục đích làm tê liệt nền kinh tế Nga, trả đũa cho cuộc xâm lược ở Ukraine. Trong khi đó, thì Đức và Pháp tịch thu du thuyền của tài phiệt Nga. Theo như Forbes, du thuyền Diba dài 512 phút, sang trọng nhất thế giới của tỷ phú Nga là Alexander Umanov đã bị chính phủ Đức tịch thu ở Hamburg. Du thuyền được hạ thủy năm 2016, trị giá gần 600 triệu Mỹ Kim. Việc tịch thu chiếc du thuyền đang neo đậu để sửa chữa ở thành phố phía Bắc nước Đức được chính phủ Đức tiến hành sau khi Liên Âu hôm thứ Hai thông qua các biện pháp trừng phạt 6 tài phiệt Nga, trong đó có Umanov. Số du thuyền sang trọng, đắt đỏ, phô trương sự giàu có khác của giới thượng lưu Nga đã bị các quốc gia giám sát gắt gao kể từ khi đất nước này xâm lược Ukraine và được đưa vào bài phát biểu liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Năm cá nhân khác bị nêu tên trong danh sách bị trừng phạt mới nhất gồm có Mikhail Kritman, Peter Evan, Alexei Modaros, Gennady Timchenko và Alexander Ponomarenko. Modaros sở hữu hai siêu du thuyền gồm North ở Seychelles và Lady M. Neo ở Imperia, Italy. Một số tài phiệt Nga còn có siêu du thuyền cập bến châu Âu là Solaris Roman của tài phiệt Nga Aromovic đang ở Barcelona, Predator của Iskander Makhmudo ở Genoa, Italy và Galactic Supernova của Gavit Alekpero ở Montenegro. Umano, 68 tuổi, sở hữu số cổ phần quan trọng của USM, tập đoàn đầu tư của Nga có cổ phần tại Matalo Invest, một trong những nhà sản xuất quặng lớn nhất thế giới và công ty viễn thông Megafon. Chính phủ Pháp cũng đã bắt giữ du thuyền trị giá 120 triệu Mỹ Kim thuộc sở hữu của tài phiệt Nga thân cận Putin là Igor Sechin. Chiếc du thuyền Amur Vero bị bắt đêm thứ Tư tại La Ciotat, thị trấn miền Nam nước Pháp dài 280 feet, có hồ bơi, có thể chuyển đổi thành bãi đáp phi cơ trực thăng.
Liên minh Âu Châu xem xét việc cấp phép cư trú tạm thời cho người tị nạn Ukraine. Viên chức nội vụ hàng đầu của Liên minh Âu Châu cho biết khối này đang chuẩn bị tiếp nhận hàng triệu người tị nạn trốn khỏi cuộc chiến tại Ukraine. Ủy viên nội vụ của Liên minh Âu Châu là Johansson đã nói thêm gần 1 triệu người tị nạn Ukraine đã băng qua biên giới vào Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary, đa số là phụ nữ và trẻ em. Vào ngày hôm qua, bà Eva Johansson cho biết những bộ trưởng nội vụ của khối đã đồng ý thực hiện các nguyên tắc tự động cấp giấy phép cư trú để cho người tị nạn Ukraine có thể trú ngụ, làm việc, hưởng được phúc lợi xã hội trong thời gian tối đa 3 năm. Những biện pháp này nếu được chính phủ các quốc gia thành viên Liên minh Âu Châu chính thức thông qua vào tuần tới, thì người tị nạn Ukraine sẽ được cấp một quy chế tị nạn mà không phải trải qua những thủ tục rườm rà. Ủy ban Âu Châu nói rằng những người lưu trú ngắn hạn tại Ukraine có thể trở về quốc gia một cách an toàn thì không đủ điều kiện để được vào Liên minh Âu Châu bảo vệ đặc biệt, nhưng vẫn được phép vào lãnh thổ Liên minh Âu Châu và sẽ được giúp hồi hương. NATO tăng cường hoạt động tuần tiễu vùng không phận Ba Lan. Chính phủ Hoa Lan là Estonia, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Latvia đã chuyển bệ phóng hỏa tiễn chống thiết giáp Javelin, hỏa tiễn đất đối không Stinger, súng máy, súng bắn tỉa, súng lục và đạn dược đến Ukraine. Cả các quốc gia trung lập trước đây như Thụy Điển và Phần Lan cũng gửi vũ khí vào Đức, Đức từ lâu không đưa vũ khí vào các khu vực xung đột, cũng đã gửi Stingers, hỏa tiễn vác vai, hỏa tiễn đất đối không Stinger sang viện trợ Ukraine. Tổng cộng là khoảng 20 quốc gia, hầu hết là thành viên của NATO và Liên Âu, đang dồn vũ khí cho Ukraine để giúp nước này chống lại quân Nga xâm lược và chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy nếu Nga chiếm đóng Ukraine. NATO cũng đồng thời chuyển các thiết bị quân sự và điều động 22.000 binh sĩ tới các quốc gia thành viên giáp biên giới Nga và Belarus để tăng cường năng lực răn đe. Thực tế trên cho thấy việc Nga xâm lược Ukraine đã đẩy các quốc gia Âu Châu xích lại gần nhau hơn. Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban điều hành của Liên Âu hôm thứ Ba đã tuyên bố tại phiên họp Nghị viện Âu Châu rằng các biện pháp bảo vệ an ninh và quốc phòng Âu Châu 6 ngày qua bằng với 2 thập niên. Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO hồi đầu tuần qua, khẳng định rằng NATO sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ từng tất đất của mình, đồng thời xác định rằng mặc dù không trực tiếp chiến đấu với người Nga, nhưng NATO đang tích cực giúp người Ukraine tự vệ. Theo như NATO thì Bỉ, Canada, Cộng hòa, Séc, Estonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Anh và Hoa Kỳ đã gửi hoặc chuẩn bị giao cho Ukraine các loại thiết bị quân sự, cũng như hàng triệu Mỹ kim hàng hóa, trong khi các quốc gia thành viên khác viện trợ nhân đạo và chào đón người tị nạn. Vẫn tin tức liên quan, thưa quý vị, Nga kiểm duyệt gắt gao và bỏ những tin tức liên quan tới cuộc chiến Ukraine. Những trang mạng của một số hãng truyền thông Nga đã bị tấn công vào thứ Hai vừa qua vì loan tải tin tức lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Sự trấn áp những phương tiện truyền thông của giới chức thẩm quyền Nga cho thấy tâm lý phản chiến ngày càng tăng ở những người dân Nga. Đây cũng là bằng chứng cho thấy chính phủ ông Vladimir Putin không ngừng trấn áp những người bất đồng chính kiến. Theo tạp chí The New Times của Nga lâu nay công khai chỉ trích Kremlin đã bị chặn ngay khi đưa tin chi tiết về thương vong của quân đội Nga ở Ukraine, điều mà Bộ Quốc phòng Nga không bao giờ tiết lộ. Những cuộc biểu tình chống lại chiến tranh diễn ra khắp nước Nga 4 ngày qua và gần 1 triệu người ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt chiến tranh xâm lược. Nhà nước với lại hãng thông tấn TASS tờ báo ủng hộ Kremlin là Izvestia. Trang tin tại Fontanka ở St. Petersburg và một số trang web đã bị đột nhập tấn công. Trang web tin tức độc lập là Medusa cũng đăng ảnh một thông báo có chữ ký của phong trào Hacktivist Anonymous trên trang chính của một số web bị tấn công. Tổ chức nhân quyền là Overinfo cho biết ít nhất 350 nhà tù đã sử dụng để giam 6.000 người biểu tình tại 13 thành phố khác nhau ở Nga. Trong một nỗ lực dập tắt tiếng nói chỉ trích, chính quyền Nga đã hạn chế quyền truy cập Facebook, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc khuếch đại những ý kiến bất đồng. Vâng và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng và Trang Lương cùng với Tuyết Nha sẽ sớm quay lại với quý vị những tin tức nổi bật như các nhà xác ở Hồng Kông không còn chỗ chứa người chết vì Covid-19, cùng những tin tức tổng hợp nổi bật mới được update từ Việt Nam và tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị đón xem.